kính chào quý vị đã quay trở lại với Teddy Group, kênh chuyên chia sẻ thông tin về sản phẩm, xu hướng và thị trường thiết bị vệ sinh. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm gương nét. Mà gương nét thì đang trở ngày càng phổ biến ở trong các phòng tắm của các gia đình hiện nay. Thì sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay có mã hiệu là Teddy GL01, có thiết kế vuông vức, chiều ngang là 80 cm, chiều cao là 60 cm và độ dày là khoảng 5 mm. Với thiết kế như thế này thì nó sẽ phù hợp với các không gian phòng tắm là có diện tích là trung bình. Ở đây chúng ta có mặt soi gương rất là rộng, tạo một cái cảm giác thoải mái khi mà soi gương sử dụng. Ở chính giữa ta có logo của Teddy in rất nổi bật, cùng với các phím cảm ứng cũng như là hiển thị. Một chút nữa mình sẽ nói chi tiết. Về phôi gương của chúng ta thì chúng ta có phôi gương được nhập khẩu chính hãng, có độ dày 5 mm, rất là chắc chắn. Còn về lớp tráng gương thì lớp tráng gương này được làm từ tráng bạc, cho một cái mức phản xạ ánh sáng là trên 90%, sáng hơn so với các dòng gương thông thường. Chính vì vậy khi mà chúng ta soi gương, chúng ta sẽ cảm thấy là gương sẽ nét hơn và cho ánh sáng nhiều hơn, màu sắc tốt hơn. Về thiết kế của gương thì ở đây như chúng ta nhìn thấy có một cái đường cắt laser. Đường cắt laser này thì được cắt ở đằng sau của tấm gương, cắt trên cái mặt tráng gương. Như vậy thì nó sẽ làm cho gương của chúng ta thêm cái phần sang trọng, đẹp hơn, cũng như là ánh sáng LED ở đằng sau có thể phản chiếu ra nhiều hơn. Và để sử dụng chế độ LED thì chúng ta chỉ cần ấn vào chữ logo của Teddy thì ánh sáng sẽ bật lên. Các bạn có cảm thấy sang chảnh đúng không? Chỉ cần ấn một nút nữa là sẽ tắt đi. Với ánh sáng như thế này và như thế này thì gương mặt của chúng ta sẽ sáng hơn. Chị em soi gương thì sẽ xinh đẹp hơn, và đương nhiên rồi. Không những thế mà nó giúp cho cái không gian phòng tắm của chúng ta sang trọng hơn, nhìn rất là đẹp. Có một điểm mà chúng ta cần phải lưu ý khi sử dụng chiếc gương LED này, đó là trong phòng tắm của chúng ta thì có rất là nhiều hơi nước. Chính vì vậy thỉnh thoảng hãy bật chế độ nhiệt của chiếc gương này. Các bạn chỉ cần ấn vào đây thì chế độ nhiệt sẽ được kích hoạt, và một lúc sau gương của chúng ta sẽ ấm lên, sẽ làm khô ráo chiếc gương cũng như là bảo vệ các thiết bị của bên trong được bền hơn. Bên cạnh thì chúng ta có màn hình hiển thị đồng hồ cũng như là nhiệt độ của trong phòng tắm. Các bạn có thể vừa soi gương vừa xem đồng hồ được. Để chỉnh đồng hồ, chúng ta ấn vào hai biểu tượng ở đây thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ chỉnh giờ, thay đổi giờ, chuyển sang phút, thay đổi phút. Ok, rất hiện đại phải không ạ? Như vậy là mình vừa giới thiệu xong cho các bạn sản phẩm gương LED GL01, một sản phẩm gương LED rất là thông minh và hiện đại. Ngoài ra Teddy cũng có rất nhiều các sản phẩm dòng gương khác với kích thước và mẫu mã khác nhau, phù hợp với nhiều không gian phòng tắm. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn hãy truy cập website chính thức của Teddy, teddy.vn, hoặc là đến với showroom thiết bị vệ sinh Teddy trên địa bàn. Thông tin mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.